さん、こんばんは。皆さん、こんばんは。先生、chào các bạn。Chào mừng các bạn đến với lớp học của Sensei Hương, ngữ pháp N4 bài số 48. Sensei xin chào Thúy Hằng này, Huệ Võ, Đình Mạnh, Hồng Trần Ngọc. Các bạn có đồng đội thì tăng đồng đội của mình vào để chúng ta cùng nhau học chương trình ngữ pháp của ngày hôm nay nhé. Chào Yoshinin. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta học bài số 48, còn buổi thứ tư thì chúng ta sẽ học bài số 4950. Và 4950 là hai bài gốc mùa khó, hai bài về kính ngữ. Đó, chắc hẳn là các bạn học tiếng Nhật thì cũng có từng nghe thấy nói về kính ngữ đúng không? Tôn kính ngữ, khiêm nhường ngữ, thì bài hôm sau nó sẽ rất là khó và các bạn nhớ lên đúng giờ nhé. Lên cái chúng ta học ngay vào bài ngày hôm nay thì cũng là một bài rất là quan trọng, bài số 48. Rồi, bây giờ thì thực ra là sensei đang không nhìn được số lượng các bạn lên xem. Chờ sensei chút xíu nhé. Bởi vì là mạng nó có vấn đề hay sao? Thôi, kệ đi. Bây giờ chúng ta vào học cái đã. Chúng ta sẽ đi vào học. Chào Nhật Bằng, chào Xuân Thìn, Văn Thành, Huy Vũ, Hoàng Hiền. Ok, xin chào tất cả các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ngữ pháp của bài số 48 luôn nhé. Bạn nào mà lên muộn, nghe các senpai nói khó lắm sensei ạ. Ừ, nhưng mà yên tâm là sẽ không khó đâu, bởi vì có sensei rồi mà. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn đã sẵn sàng học ngữ pháp bài 48 rồi thì các bạn hãy comment cho sensei một câu nào, đó chính là sẵn sàng nào, để chúng ta vào học cho nó khí thế nhá. Cũng như là cái việc mà các bạn học nó sẽ có hiệu quả hơn đấy. Còn có mỗi tối nay và tối mai bên nhau thôi. Sau đó thì sensei vào nhóm kín và sẽ luyện thi CLPT ở trong đó, và sensei sẽ không ra ngoài fanpage nữa. Chính vì thế mà những bạn nào mà đang học tiếng Nhật ở lớp N3 của thầy Quỳnh, sau đó thì muốn vào xem lại N4 thì cũng chỉ có hôm nay được học với Hương CC nữa thôi, và hôm sau nữa thôi, đúng không? Hoặc là có một số bạn thì các bạn đang học chương trình N4 ở trung tâm khác và các bạn vào học cùng với cả của CC nữa. Và bởi vì hôm trước có bạn nhắn tin cho CC là CC ơi, em đang đóng N4 ở một chỗ khác rồi, và bây giờ thì em mới biết đến CC, chính vì thế mà em sẽ học ở chỗ khác hết chương trình N4 và N3 thì em sang với CC sau. CC cho em học ngữ pháp với CC nhé. Thì CC nói là ôi, ngữ pháp thì CC dạy miễn phí trên fanpage mà. Em cẩn thận quá, em cứ vậy em học thôi, chỗ nào không hiểu thì inbox CC hỗ trợ đó. Cho nên là hôm nay và hôm sau thì chúng ta sẽ chia tay nhau rồi, và CC sẽ vào trong nhóm kín. Em đang chờ đây CC ạ. Ok nhá, vào nhóm kín. Trời ơi, các bạn chuẩn bị tinh thần đi, học phiêu lắm đấy. Rồi ok, bài số 48 chúng ta sẽ học về Shieki, tức là học về thể sai khiến nhá. Cũng là thể cuối cùng trong chương trình của N4 chúng ta. Vậy thì Shieki của chúng ta, thể sai khiến nó là cái gì nhở? Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhóm 1. Ok. Đối với nhóm 1 thì các bạn làm rất là đơn giản. Những âm thuộc hàng Y nhé, các bạn chuyển thành những âm thuộc hàng A và cộng với lại C mát sực, thì nó chính là thể sai khiến. Bây giờ chúng ta thử nhá. Ikimasu. Ok, chào Thùy Linh, chào Văn Thành. Mochimasu và suimasu. Bây giờ mà các bạn chia sang sai khiến thì nó sẽ là gì? Y thành A mà. Nào, ka, ta, và trường hợp đặc biệt nhá, suimasu thì thấy suwasemasu. Các bạn thấy có cái thể nào mà trước kia chúng ta đã học cũng chuyển những âm thuộc hàng Y thành các âm thuộc hàng A và cộng với một cái đuôi ở phía sau?
Thể nào các bạn nhỉ? Nào các bạn comment xem thể nào. Các bạn thử chia thể bị động cho CC xem nào. Ikimasu mà các bạn chia sang bị động xem nó ra thế nào. Chưa thấy các bạn bình luận. Thế này thì đúng rồi Vũ Tú. Bị động nữa đúng không? Chính xác. Những bạn nào mà học thể bị động thì các bạn từng nhớ là CC nói là bị động có một cái mẹo để nhớ thể bị động khi mà các bạn chia nhóm 1 ấy. Đó chính là chia sang thể này, bỏ này đi và cộng với lại rê rự thì nó sẽ ra bị động. Ok. Rồi, đúng rồi. Và hôm nay nếu các bạn chia sang thể này và các bạn cộng với lại xê rự thì nó sẽ thành sai khiến. Nhá. Nào các bạn cùng nhớ lại với CC nha. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại luôn cả thể bị động này. Chúng ta có động từ. Bây giờ chúng ta chia sang thể này thì chúng ta sẽ có là ikimasu thành ikanai. Và các bạn bỏ cái đuôi nai đấy đi. Các bạn cộng với xê rự thì thành sai khiến. Nhớ nhá, cái mẹo là C thì là sai. Chính vì thế mà chia sang thể này, bỏ đuôi này cộng xê rự thì thành sai khiến, mà cộng với rê rự thì là thành bị động. Đúng chưa các đồng chí? Dễ không? Như vậy là chúng ta nhớ một phát hai cái thể của N4 luôn. Các bạn thấy dễ hơn thà là cái việc là chúng ta phải nhớ Y thành A cộng với C mát sự. Đúng không? Nào chúng ta cùng nhớ nào. Bởi vì chúng ta có thể này thì là C mát sự thành Suwanai đúng không? Chúng ta nhớ luôn rồi, thế này bây giờ ai cũng biết sư hoa này thì chúng ta bỏ cái vơi này đi. Chúng ta cộng với xê rự thì thành sai khiến, mà chúng ta cộng với rê rự thì nó thành bị động. Dễ không? Các bạn nhớ được chưa? Nhóm 1 các bạn nhớ luôn tại lớp chưa? Nhớ cả bị động lẫn sai khiến rồi chứ? Ok, phương pháp này hay không? Rồi sang đến nhóm 2. Nhóm 2 thì rất đơn giản thôi, bởi vì các bạn chỉ cần bỏ mát sự thay bằng sasemasu, tabemasu, mimasu thành tabesasemasu, misasemasu hoặc tabesaseru, misaseru. Rồi, và cuối cùng là nhóm 3 thì chúng ta sẽ nhớ luôn về các cái trường hợp của nhóm 3. Kimasu thành kosasemasu, shimasu thành sasemasu và danh từ cộng semasu thành danh từ cộng sasemasu. Đây chúng ta sẽ có đây. Kosasemasu hay nói cái khác là kosaseru. Sasemasu thành saseru, benkyou sasemasu thành benkyou saseru. Quay CC buồn, cái điện thoại của CC sao điện thoại thì rõ xịn mà sao không nhìn được comment nhỉ? Nhìn thấy rồi. À, nhìn thấy Hạnh Nguyễn, Tú Nguyễn, Dũng rồi. Rồi bây giờ thì các bạn hãy comment cho CC nào, các bạn đã nhớ thể sai khiến chưa? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước vào ngữ pháp của bài ngày hôm nay. Chúng ta cùng ôn lại nhá. Đối với nhóm 1, chúng ta chia sang thể này, bỏ cái đuôi này đi, cộng với xê rự thì ra sai khiến, mà cộng với rê rự thì ra bị động. Đối với nhóm 2, các bạn chỉ cần thay mát sự bằng sasemasu. Nhóm 3, ki mát sự thành kosasemasu, si mát sự thành sasemasu. Vậy là xong rồi. Ok nhá. Chúng mình cùng nhau bước sang phần tiếp theo, đó chính là ngữ pháp của bài số 48. Ngữ pháp của bài số 48 thì chúng ta học cái gì? Cấu trúc số 1. Chủ ngữ này đi với trợ tứ ạ. Danh từ ở đây là danh từ chỉ người. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có trợ tứ ổ. Và động từ chúng ta chia ở thể sai khiến đó chính là shieki. Đúng không? Động từ chúng ta chia ở shieki, sai khiến nhé. Và câu của động từ sai khiến ý, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch là bắt này, hoặc cho phép này, hoặc là khiến này, tùy theo từng văn cảnh mà chúng ta dịch cho phù hợp. Tóm lại là sai khiến thì chúng ta sẽ dịch là bắt làm gì đó, sai làm gì đó, khiến làm gì đó, cho phép làm gì đó, cho phép cái gì đó. Bây giờ lấy ví dụ để các bạn hình dung dễ hơn này. Đối tượng đầu tiên của chúng ta nói tới đây đó chính là giám đốc, chủ ngữ S. Đối tượng thứ hai là chỉ người, chị Kimura. Tiếp theo là gì? Là đi công tác Mỹ. Ok chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có như thế nào? Sato ạ.
Đúng không? Kimura san o Amerika e shuchou sashimasu. Được chưa? Satsu wa Kimura san o Amerika e shuchou sashimasu. Cái động từ của chúng ta ấy, là động từ chúng ta chia sang seki. Và động từ của chúng mình ở đây là động từ nhóm 3. Chính vì thế mà chúng ta chia là sashimasu. Dễ nhỉ? Lấy ví dụ tiếp nhé. Cô giáo thì bắt tôi đứng lên. Tại sao ở đây chúng ta không dịch là giám đốc thì bắt chị Kimura đi công tác ở Mỹ, đúng không? Mà lại dịch là giám đốc cho chị Kimura đi công tác ở Mỹ. Bởi vì chúng ta dịch từ cho, chúng ta thấy nó hợp lý hơn là bắt, đúng không? Ừ, đi công tác ở Mỹ có phải ai được đi đâu. Nào bây giờ cô giáo bắt tôi đứng lên. Các bạn thử tự làm nào. Nhớ nhá, có từ bắt đây này, nó chính là sai khiến, đúng không? Cô giáo bắt tôi đứng lên. Ok, Yến Mai tuyệt vời quá. Em đi làm phép là vào học luôn, không muốn bỏ lỡ buổi học cùng CC, quá tuyệt vời luôn ý. Tinh thần học nó phải thế chứ. Nào các bạn yêu, cô giáo là đâu? Cô giáo là chủ ngữ S này. Tôi là watashi o. Bắt của chúng ta là động từ gì? Đó là bắt đứng lên, động từ đứng lên của chúng ta và chia sang seki là xong, đúng không? Sensei wa watashi o tatasemashita. Cô giáo thì đã bắt tôi đứng lên. Bắt đứng lên rồi đấy, đứa này nó đứng lên rồi. Vậy thì mình sẽ chia là mashita. Ok. Sensei wa watashi o tatasemashita. Đúng không? Tachimasu mà đứng lên, tachimasu. Chúng ta chia sang thế này. Sau đó bỏ nai đi cộng với semasu, đúng không? Tatasemashita. Trời ơi, Dũng ơi, em đang dùng ngồi đúng không? Dùng ngồi rồi. Trong đây sensei đang nói là đứng cơ mà. Rồi, rất là tốt luôn, Dũng, Tiến, Tú. Wow. Tiến, Tú nghe tên hay thế, vần thế, đứng cạnh nhau. Rồi bây giờ thì đến lượt Dũng đây, đúng không? Cô giáo cho tôi ngồi xuống. Đấy, bây giờ thì cô giáo cho tôi ngồi xuống. Mà Dũng làm sai rồi đấy nhá, chia cũng sai rồi đấy nhá. Ừ. Không những dùng động từ sai mà chia cũng sai luôn. Suwarimasu. Đúng không? Suwarimasu thì các em phải chia là suwarasemashita chứ. Rồi ôi, Dũng ơi, à Dũng, em mới học bài 26 thế mà em phi vào đây như đúng rồi á, sao thế là em giỏi đấy. Dũng mới học bài 26 vào đấy học như đúng rồi. Thế là giỏi rồi. Nào, cô giáo lại cho phép tôi ngồi xuống, vậy thì khác nhau ở đây là động từ thôi. Động từ ngồi xuống, chúng ta chia sang xia kia là xong rồi. Bây giờ ví dụ như sensei nói các em là gì nhở? Minasan tate kudasai. Có nghĩa là cả lớp ơi, các bạn hãy đứng lên. Đây là cái việc mà sensei mệnh yêu cầu các bạn là đứng lên, đúng không? Yêu cầu người khác làm một hành động gì đó chứ. Minasan tate kudasai, các bạn đứng lên nào. Còn đây là các bạn đang nói lại, cô giáo thì bắt tôi đứng. Khác. Rồi ok, cô giáo cho phép tôi ngồi xuống. Tốt rồi Thành ơi. Suwarashimashita, chính xác, thu tâm, đúng rồi. Ok. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ đi sang tiếp cấu trúc số 2 nhá. Tí nữa chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta ôn tiếp lại cả ngữ pháp số 1 luôn. Nào, ngữ pháp số 2 hôm nay chúng ta học, các bạn tập trung cao độ thì sẽ nhàn thôi. Bài hôm sau không phải vất vả. Vẫn là chủ ngữ này. Vẫn là chủ ngữ rất là quen thuộc. Vẫn là danh từ chỉ người. Nhưng mà danh từ chỉ người đây không đi trực tiếp với trợ từ ốm nữa, mà nó lại đi với trợ từ ní. Bởi vì phía sau của nó chúng ta có một cái danh từ khác xuất hiện. Và lúc này cái danh từ đó nó đi với trợ từ hộ và ố của chúng ta. Phía sau của nó vẫn là động từ chia dạng seki. Em quên, ok em quên. Nào các bạn nhìn không, chúng ta vẫn chủ ngữ quá à. N là một chỉ người. Và vẫn là động từ chia seki đi với ố. Nhưng mà ở giữa hai thằng này thì chúng ta sẽ có thằng N2 xuất hiện, và thằng N2 này phía trước của nó sẽ là trợ từ mị.
Bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ này nhé. Vẫn là cô giáo, các bạn nhìn thấy sự khác biệt chưa này? Vẫn là cô giáo này là chủ ngữ SC. Học sinh tức là đối tượng là chỉ người đúng không? Vậy rồi ok, học sinh. Bắc là sai khiến rồi. Dọn dẹp, động từ. Chia ở dạng shiki là động từ dọn dẹp. Nhưng mà chúng ta lại xuất hiện thêm một cái thằng nữa, đó là dọn dẹp cái gì? Dọn dẹp cái lớp học. Vậy thì cái lớp học của chúng ta chính là thằng N2. Nó giống như kiểu là khi mà chúng ta học cấu trúc về thể bị động ý. Tôi bị con chó cắn và tôi bị con chó cắn vào chân. Đó. Thì cái ngữ pháp số 2 của bị động nó xuất hiện thêm một cái danh từ nữa, đó chính là cái chân. Rồi vậy chúng ta sẽ làm đúng công thức thôi, không có gì khó khăn quả. Không có gì khó khăn đúng không? 先生は学生に教室を掃除させました. Xin chắc chắn là các bạn tập trung là các bạn sẽ làm đúng luôn, không có lý do gì để chúng ta sai. Bạn nào mà sai động từ hay là sai từ vựng đấy là do các bạn học không chắc từ vựng thôi, còn ngữ pháp này không khó đúng không nào? Cứ đúng công thức mà làm thôi, mà chiến đấu thôi. Nào cô giáo này, học sinh này, dọn dẹp này, lớp học này và động từ dọn dẹp của chúng ta bởi vì là bắt dọn cho nên nó sẽ là chia sang dạng xia kỳ. Vũ Tú quá chính xác luôn. Xuất sắc. Tiếp tục nhá. Mẹ bắt tôi ăn rau. Nào, vậy thì ai? Ai là chủ ngữ S? Người nhắc trước là mẹ. Đối tượng tiếp theo là tôi. Động từ ăn. Và cuối cùng là rau là N2 đúng không? Đúng rồi. Hằng ngày thì mẹ bắt tôi ăn nhiều rau. Có rất là nhiều bạn không thích ăn rau đâu. Chính vì thế mà bị ăn nhiều rau là các bạn ấy rất khó chịu đấy. Nên các bạn ấy sẽ nói đây là bị bắt ăn nhiều rau. Cảm thấy rất là khổ sở bởi vì mình thích ăn thịt cơ, mình thích ăn cá cơ, đúng không? Rồi vậy thì sẽ như thế nào? 毎日母は私に野菜をたくさん食べさせています. Ok. 毎日母は私に野菜を食べ. Ôi gomenasai, 野菜をたくさん食べさせています. Được chưa? Ok chưa? Được chưa các bạn? Được rồi đúng không? Rồi chúng ta nói lại một lần nữa nha. Mẹ là chủ ngữ S gì? Bắt tôi thì watashi đứng trước ni. Tiếp theo là ăn. Thì ăn cái gì? Ăn rau. 野菜を. Thắc cơ sáng tabe sasete imasu. Tại sao lại là vete imasu? Bởi vì ở đây chúng ta có từ mainichi, nó thể hiện là mỗi ngày, cho nên là chúng ta chỉ ở dạng vete rụ thôi, không có gì hết. Ờ, Thanh Thanh đúng rồi, Tú chính xác, quá tốt, Thu Tâm đúng rồi. Mỗi tội viết toàn hiragana thôi nên là khó nhìn quá. Nhưng mà các bạn chú ý cho CC nhá, có mỗi Tú là viết là tabesasete imasu thôi, còn các bạn toàn viết là tabesasemasu. Thì các bạn lưu ý cho sensei nhá, đầy đủ của chúng ta phải viết là tabesasete imasu thì nó sẽ đúng hơn ý. Bởi vì ở đây như sensei nói là chúng ta có từ mainichi, nó thể hiện một cái việc, đó chính là nó lặp đi lặp lại hàng ngày. Và những cái gì được lặp đi lặp lại hàng ngày thì chúng ta sẽ chia dạng vete ru. Đến cấu trúc khó nhất của bài này chưa sensei ơi? Bà ngồi tí nữa, xíu nữa là đến, 5 phút nữa là đến. Mà đến cấu trúc khó thì cũng là kết thúc mất. 5-10 phút nữa là đến. Đoạn này vẫn dễ quá đúng không? Bác sĩ yêu cầu anh Tanaka bỏ rượu. Nào, bác sĩ yêu cầu hoặc là bác sĩ bắt anh Tanaka bỏ rượu dùng thế nào được đúng không? Bác sĩ bắt anh Tanaka bỏ rượu. Hả? Sensei đọc một cái ví dụ, một cái ví dụ vậy à, em viết xong nhìn lại khác thế á? Tức là sao? Sensei cũng không hiểu em viết gì luôn. Sensei không biết là em viết gì luôn ấy. Ừ. Mấy bạn viết chậm thôi, chưa kịp viết các bạn đã viết xong rồi. Ô thế thì các bạn viết nhanh thì cậy kệ các bạn, sau đó mình viết chậm thì mình lại comment sau vậy, Xuân Thìn ơi. Wow Dũng, em mới học bài 26 thôi nhưng mà em thấy bài này cũng dễ. Wow, quá là tuyệt vời luôn ý. Ừ, hay quá. Cũng có công của sensei giảng dễ hiểu đúng không Dũng ơi? Rồi, bác sĩ
ai chủ ngữ SC đúng không? Trời ơi, đây chủ ngữ SC, đây chủ ngữ đi với quá. Anh Tanaka là đối tượng chỉ người được nhắc tới ở đây. Ừ, đứng trước nhỉ, anh Tanaka. Động từ của chúng ta là động từ bỏ yamemasu đúng không? Bỏ cái gì? À, bỏ N2 ở đây chính là bỏ rượu. Ok, Vũ Tú phải nói comment nhanh thực sự luôn ấy. Vậy thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? Ichiro ạ. Đúng không? Ichiro ạ. Tanaka-san ni osake o yame sasemashita. Đấy. Sensei dạy dễ hiểu mà, cảm ơn bạn nhá. Vào luyện thi thì tha hồ lại khen Sensei nhá. Vào luyện thi là các em yêu Sensei lắm đấy, thật luôn ý. Rồi, các bạn nhìn nhá, được chưa? Ichiro, Tanaka-san ni, đây cậu. Ok, ok chưa nào? Rồi tiếp theo Osake o yame sasemashita, xong rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu điểm danh lại hai cái cấu trúc mà chúng mình vừa học nhá. Rồi, cấu trúc số 1 và cấu trúc số 2 nó khác nhau ở cái chỗ là ní N2. Các bạn cho Sensei một chút để Sensei mở sách giáo khoa ra, để Sensei xem trong sách giáo khoa người ta ghi như thế nào về cái bài này, xem nó có làm cho các bạn lú lẫn không. Sensei nhớ không nhầm là nếu như mà đọc sách là hơi bị lú luôn ý. Đó là Sensei ngày xưa, không phải Sensei bây giờ. Để Sensei xem là người ta có giải thích cái gì không. Ui lắm chữ thế nhở. Dài dòng quá. Rồi các bạn ạ. Các bạn mà đọc trong sách giáo trình của Minna no Nihongo của Minna tập 2 ở trang số 140 thì người ta viết về hai cấu trúc này như sau. Đối với lại cấu trúc 1, người ta sẽ viết là động từ ở đây các bạn dùng nó chính là nội động từ. Còn động từ ở cái cấu trúc số 2 mà các bạn dùng nó chính là ngoại động từ. Vậy có nghĩa là để mà xác định thì các bạn sẽ cần phải xác định nội động từ, ngoại động từ, hay nói cách khác là tự động từ và tha động từ. Vậy thì ngày hôm nay Sensei muốn giải thích với các bạn một điều là như sau ấy. Sensei biết chắc chắn rằng là bây giờ khi nói đến nội động từ, ngoại động từ, tự động từ và tha động từ vẫn nhiều bạn mê. Em học Sensei gần như sách em không đọc Sensei ạ, vì dễ bị loạn. Rồi đến lúc các em vào luyện thi các em sẽ thấy là những cái kiến thức Sensei dạy cho các em ok, thoải mái làm bài mà, đúng không? Ôi, cho nên là bởi vì các bạn nào mà đọc sách thì các bạn sẽ thấy là cái cách giảng của Sensei nó có nhiều khi nó rất là khác sách, và cụ thể là cái bài này Sensei phải giải thích. Nếu không nhiều khi các bạn nào chăm học, các bạn đọc sách các bạn sẽ thấy tại sao Sensei không giảng như trong sách. Ở trong sách nó nói rằng cấu trúc số 1 động từ ở đây sử dụng một cái thằng đó là nội động từ. Cấu trúc số 2 nó mở ngoặc ra cho các em, động từ ở đây sử dụng phải là ngoại động từ. Vậy thì như Sensei nói vậy thì như Sensei nói là Sensei biết rằng đa số các bạn bây giờ học khi mà nó đến nội động từ, ngoại động từ, tự động từ, tha động từ, các bạn sẽ bị một cái tâm lý là bị cảm giác như là rất là sợ nó, và thậm chí các bạn sẽ phải suy nghĩ và phải mất công tư duy khá là nhiều bởi vì các bạn phản xạ chưa có quen. Vậy thì để xử lý cái vấn đề này thì hôm nay CC sẽ chỉ cho các bạn một phương pháp mà nó đúng gần như là tuyệt đối, các bạn cứ áp dụng như thế cho CC đi, để làm cái trường hợp hai cái ngữ pháp này nhá, mà không phải nghĩ tới tự động từ, tha động từ, nội và ngoại nữa cho đỡ vất vả. Bây giờ các bạn tập trung cao độ đây. Chị Kimura cho bé, bây giờ các bạn chỉ cần xác định chính xác, quy định xem những ví dụ này chúng ta sử dụng mẫu cấu trúc số 1 hay số 2 là các bạn sẽ hiểu bản chất vấn đề. Chị Kimura cho bé Tanaka đi mua sắm. Theo các bạn sử dụng ngữ pháp số 1 hay ngữ pháp số 2? Nào, tập trung cao độ. Chị Kimura cho bé Tanaka đi mua sắm thì các em sử dụng cấu trúc 1 hay cấu trúc 2? Comment đi nhá. Chỉ cần biết 1 hoặc 2 thôi là CC biết các bạn đang ở trình đang suy nghĩ như thế nào rồi. Trần Thùy Linh chọn 1, Yusining chọn 2. Trong đầu chúng ta hãy tự suy nghĩ xem vì sao chúng ta chọn 1 và vì sao chúng ta chọn 2 nhá. Đúng rồi, cái này mà bạn nào mà học ở bài bị động ý thì chắc chắn là các bạn
mà học chắc bài bị động thì các bạn sẽ có một cái sự suy luận đấy. Thì là các bạn sẽ thấy là ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc số 1 mới là đúng. Các bạn sử dụng cấu trúc số 2 chú ý cho sensei nhá. Các bạn nhìn nè, chúng ta ở đây chúng ta có chị Kimura là đối tượng thứ nhất đi với quạ. Chúng ta có đối tượng thứ hai là bé Taro cưng, đúng không? Chúng ta có Taro cưng, ok, là đối tượng thứ hai. Vậy thì các bạn sẽ lăn tăn ở mỗi cái đoạn là đi mua sắm. Với những bạn chọn hai thì có lẽ là các bạn ấy tách ra cái việc đi và cái việc mua sắm, các bạn tách riêng ra, đúng không? Các bạn nói à, đây chúng ta có động từ đi, xong chúng ta lại có thêm một cái mua sắm nữa thì chúng ta phải chọn hai. Nhưng sai rồi, bởi vì mua sắm ở đây của chúng mình nó đi theo cụm, nó là một cụm mà. Nếu như bây giờ các bạn nói là chị Kimura cho bé Tanaka, ví dụ như là chị đấy, đợi xin sẽ uống nước tí, đang mãi nói cái gì xong đầu lại lú quên luôn. Đúng rồi, chính xác, mua sắm cái gì mới chọn hai. Tí nữa chúng ta sẽ có thêm ví dụ nữa để làm rõ vấn đề nhá. Đi mua sắm nó là một cụm đi liền với nhau thì nó mới có nghĩa. Vậy đi đâu, đúng không? Vậy phải là đi mua sắm. Ví dụ như bây giờ, vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đây là một này. Tiếp tục, những bạn nào mà chọn sai chưa vội lo, bởi vì bây giờ mới là giai đoạn để cho các bạn hiểu bản chất vấn đề mà. Tiếp tục, ví dụ thứ hai, các bạn xác định tiếp này. Xác định tiếp cho sensei, anh Mira cho bé Taro đi mua bánh ngọt. Nào, làm xong hai ví dụ này thì mới xác định ra được rằng là các bạn đã chắc kiến thức hay chưa. Còn ví dụ đầu tiên, một số bạn sai không sao cả nha. Ví dụ số 2, các bạn làm tiếp cho sensei này. Đặc biệt là những bạn vừa làm sai. Bây giờ sensei muốn các bạn không mình thật nhanh nào. Bé Mira, anh Mira cho bé Taro đi mua bánh ngọt. Bây giờ các bạn chọn mấy? Có bạn nào chọn 1 không? Nào để sensei xem nào. Yushinin, Hạnh Nguyễn và Xuân Thìn, tất cả các em chọn mấy nào? Những bạn sensei kêu tên nhớ bình luận nhá. 2, chính xác. Ok, đúng rồi, bởi vì ở đây chúng ta có Mira là chủ ngữ này, là người này. Tiếp theo bé Taro đây, đối tượng thứ hai, đi mua, đúng không? Chúng ta sẽ có động từ đi mua là một cụm. Vậy thì đi mua cái gì? Chúng ta sẽ có rõ ràng một cái thứ N2 xuất hiện ở đây là bánh ngọt. Và bây giờ thì những bạn nào mà chọn sai lúc nãy, các bạn sẽ hiểu bản chất vấn đề rồi chứ. Ok, đúng rồi. Đúng rồi, Yoshini. Mira-san wa Taro-kun ni keiki o kaimono ni gomenasai, kai ni ikashimasu. Đi này, đi đâu? Đi mua, mua cái gì? Mua bánh. Mua bánh chứ không phải là mua sắm. Rõ ràng luôn. Mua cái gì? Mua bánh. Vậy thì phải là keiki o. Đúng chưa nào? Vậy chỗ này chúng ta sử dụng hai. Bây giờ các bạn đã thấy rõ ràng hơn chưa? Đấy, lấy ví dụ là nó cũng phải như thế này này. Nó giống gần nhau, nó rất giống nhau luôn, nó chỉ khác nhau một chút thôi. Và cái đấy nó chính là cái lõi để làm nên vấn đề. Ok Hạnh, tuyệt vời. Vừa làm sai câu trên nhưng mà sang ví dụ thứ hai là đã hiểu đúng không? Tiếp tục, bố bắt tôi chạy bộ. Các bạn cố lên nhá. Bây giờ hai ví dụ tiếp theo, nếu như các bạn chọn đúng cả hai thì coi như các bạn hoàn thành nhiệm vụ bài này. Mà đâu có cần phải nghĩ đến tự mới tha đâu, đúng không? Bố bắt tôi chạy bộ. Xác định nào. Một hay hai? Các bạn nha. Bố là một này, xong đến tôi này. Và chúng ta có gì? Chúng ta có chạy bộ. Chính xác là một. Ok, tuyệt vời luôn ý. Các bạn cứ nhớ cho CC nhá. Ví dụ này và ví dụ tiếp theo nữa mà bạn nào làm đúng cả hai là coi như các bạn hoàn thành 90% bài học. Bố này, tôi này, và chúng ta chỉ có một động từ duy nhất thôi, đó là từ jogging. Vậy ở đây chúng ta sẽ có là jogging sashimasu. Jogging sashimasu, đúng không? Sensei wa watashi wo jogging. Ok, đúng rồi. Mình bị chính xác thu tâm Nhật Bản. Sensei wa watashi wo jogging sashimasu. Chính xác. Đấy, học thế này nó mới sướng chứ. Vui chưa?
tiếp tục vẫn là bố, vẫn là tôi, nhưng không phải là chạy bộ nữa, mà là bố này bắt tôi chơi tennis. Ở trong sách là người ta sẽ không kết cấu theo kiểu là cho những cái ví dụ giống nhau nhưng mà lại thuộc hai cấu trúc khác nhau để cho các bạn so sánh như thế này đâu. CC chắc chắn là bây giờ các bạn sẽ chọn hai. Những bạn mà lúc nãy chọn một ở ví dụ bên trên, bây giờ kiểu gì cũng chọn hai, bởi vì bây giờ các bạn tỉnh táo rồi, kiến thức là của các bạn rồi. Rồi, chính xác luôn là số 2, không sai được. Bố này, tôi này, chơi này, từ shimasu chúng ta chia thành sashimasu. Và chơi cái gì? Chơi tennis. Rồi, chuẩn, học nó phải thế chứ. Rồi, bây giờ thì sensei muốn các bạn dừng lại một chút xíu để chúng ta xác nhận lại rằng những cái thằng ấy mà chúng ta sử dụng ngữ pháp số 2 đó là đây. Rồi, đó là đây. Hai cái thằng này. Rồi, cái này sử dụng số 2 nhá, còn cái này là số 1 đúng không? Thì những cái ví dụ số 2 thì có phải là nó đang giải quyết cho các bạn những vấn đề vô cùng rõ ràng, đó là anh Mira thì cho bé Taro đi mua. Nếu như mà chỉ nói là anh Mira cho bé Taro đi mua thì các bạn có hiểu nghĩa của câu không? Không. Vậy thì lúc đó các bạn sẽ đặt câu hỏi là mua cái gì? Ok, câu trả lời đó là mua bánh ngọt, mua kẹo, mua sách, mua vở, đúng không? Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng cấu trúc số 2. Còn đối với cấu trúc số 1, người ta nói rất rõ ràng là đi mua sắm, rất có nghĩa. Ủa mà bố sao lại là ha ha đâu? Đây là chữ chi chi mà. Ha ha ở đâu tình yêu? Xin xin vừa nói lộn cái gì hả Thìn ơi? Xin xin vừa nói nhầm ở đâu hả? Hoang mang thế. Đây bố đây, chữ này là chữ chi chi, chữ phụ mà. Tiếp tục. Bố bắt tôi chạy bộ. Rõ ràng chúng ta có mỗi một cái động từ duy nhất thôi, đó là động từ chạy bộ, nghe một phát là rõ nghĩa luôn rồi, đúng không? Vậy chúng ta sử dụng số 1. Còn trong trường hợp này, nếu như các bạn thử bỏ từ tennis đi xem, các bạn có hiểu gì không? Không hiểu gì luôn ý. Bố bắt tôi chơi. Vấn đề chơi ở đây không phải là cái từ. Vấn đề là chơi ở đây ý, nó không phải là cái việc mà chúng ta đi ra ngoài chơi, ví dụ như là asobimasu là nó có nghĩa đúng không? Mà chơi ở đây là chúng ta đang dùng từ shimasu cơ mà. Vậy thì shimasu không thể để vứt nó một mình chéo ngoeo ra đây được, mà phải là chơi thì chơi cái gì, làm thì làm cái gì, đúng không? Vậy thì rõ ràng là nếu như không có từ tennisu này mà chỉ có bố, có tôi và có từ shimasu, nó không trở thành một cái câu có nghĩa được, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đặt câu hỏi là bố bắt tôi chơi, chơi cái gì ạ? Ok, chơi tennis, vậy thì chúng ta sẽ phải sử dụng trường hợp 2. Được chưa nào? Tiếp tục. Bây giờ các bạn chốt cho CC câu cuối cùng. Làm cho CC ví dụ cuối cùng. Em nhầm Thìn ơi. Em mà không có cái viên kim cương kia đứng cạnh là CC oánh nhau với em bây giờ đấy. Em làm CC hết hồn, CC lại cứ tưởng là CC nói mà không kiểm soát được là mình nói gì. Tưởng là CC nói nhầm. Tôi muốn nhờ người sửa cái tivi. Thôi cái này thì không liên quan tới ngữ pháp ngày hôm nay, cho nên là các bạn để trên sẽ cho ví dụ ra luôn nhé. Nào, bây giờ ví dụ như cái tivi của các bạn bị hỏng này, các bạn gọi đến cái cửa hàng mà các bạn mua tivi đi. Các bạn sẽ nói là ạ, thế thì ví dụ, oshiete moratai in desu ga. Cái gì đấy? Naoshite moratai in desu ga. Nói nhầm. Được chưa ạ? Rồi ok các bạn. Nào, TV を直してもらいたいんですが. Ôi dồi ôi Thìn ơi, tầm này mà còn nhầm phụ với mẫu, đúng không? Nhầm chữ bố với chữ mẹ là toi đấy nhá. N4 hết đến nơi rồi. Vậy các bạn tập trung cao độ nhá. Vậy tôi sẽ cho người phụ trách tới sửa ngay. Bây giờ các bạn chọn số 1 hay số 2. Các đồng chí chú ý cao độ và ví dụ cuối cùng, chọn cho CC 1 hoặc 2 đi ạ. À, tôi muốn nhờ sửa cái tivi. Bây giờ thì tôi sẽ cho người phụ trách đến sửa ngay. Chọn 1 hay chọn 2?
Chọn nha, chọn nha. Chọn đi các đồng chí ơi. Một, Minh Bi chọn một. Tú chọn một. Thanh chọn hai. Mai Anh chọn hai. Ôi dồi, 50-50. Trinh Anh chọn một. Minh Bi chọn một. Vũ Tú chọn hai. Trời ơi, là 50-50 thế này. Đức một. Thu Tâm một. Ôi, Lam Trường một. Các bạn có vẻ nghiêng sang phương án một rất là nhiều. Nguyễn Thị Tuyết một. Giáp một. Giáp Vũ Xuân. Hạnh hai. Tiến một. Thìn hai. Tuyết một. Dũng một. Mai Quyên hai. Và tóm lại là bây giờ tỷ lệ hai ít hơn tỷ lệ một. Tỷ lệ một chắc phải gấp đôi tỷ lệ hai rồi. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta cùng phân tích xem hai hay một đúng nhỉ. Tôi có chưa? Ok, tôi là chủ ngữ. S gì? Người phụ trách, đúng không? Là đối tượng chỉ người tiếp theo. Người phụ trách đến sửa ngay. Thế chúng ta có một động từ duy nhất thôi, cho nên là các bạn hãy chọn số 1 là đúng rồi. Thế bây giờ CC hỏi tất cả những bạn chọn số 1 một câu duy nhất, đó là sửa cái gì vậy em? CC vừa nói với các bạn là chúng ta phải trả lời các câu hỏi. Sửa cái gì, làm cái gì, mua cái gì, ăn cái gì, nó phải trở thành một câu có nghĩa cơ mà. Nào, các bạn chọn số 1 bắt đầu suy nghĩ cùng CC nào. Bây giờ các bạn tự nhiên các bạn nói là à, tôi cho người phụ trách đến sửa. Thế sửa cái gì? Rõ ràng ở đây là sửa cái tivi. Và cái tivi là cái thứ mà nó được nhắc ở trên này rồi. Chính vì thế mà thằng B này nó mới lược cái thằng TDB này đi, đúng không? Còn nếu bây giờ tự nhiên mà các bạn bảo là tôi cho người phụ trách đến sửa, thì đấy, như CC nói như thế thì hiểu cái gì đâu? Không hiểu, câu văn không có nghĩa, đúng không? Nên bắt buộc phải là sửa cái gì? À, sửa tivi. Vậy thì cái câu này nó là một cái câu hoàn chỉnh, thì nó phải là tôi cho người phụ trách đến sửa cái tivi. Thì các em phải hiểu rằng bản chất là cái từ tivi ở đây nó bị lược bỏ đi, nhưng mà chúng ta phải sử dụng ngữ pháp số 2 để thể hiện chứ. Ví dụ như bình thường, như CC nói rằng là anh Kimura, anh ấy tặng hoa cho tôi. Và cái thằng watashi ni hoàn toàn có thể lược bỏ đi, nhưng các bạn vẫn phải dùng các cái thằng khác đúng chuẩn chỉ của nó chứ. Các bạn nhớ không? Nhớ lại cấu trúc là A làm gì đó cho B không? Và trong trường hợp watashi ni, ví dụ như Kimura sẵn wa watashi ni, thì watashi ni có thể lược đi được mà, đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo các cái thằng khác y chang y nguyên chứ, đúng chưa nào? Vậy thì ở đây không có lý do gì mà các bạn lại sử dụng cấu trúc số 1 cả, bởi vì rõ ràng bản chất của nó phải là sử dụng cấu trúc số 2, nhưng mà nó bị lược đi rồi. Cho nên là chỗ này của chúng mình ý, nó sẽ phải là số 2. Mà đã là số 2 thì cái thằng N này, cái thằng N 1 chỉ người này, nó sẽ phải đi với ní chứ. Bởi vì nếu như các em mà sử dụng số 1 nha, thì nó sẽ đi với trợ từ ộ, phía sau nó là động từ xia kỵ. Rồi, CC thích cái ví dụ cuối cùng này lắm luôn ý, bởi vì nó sẽ lột tả được toàn bộ, lột tả được toàn bộ những cái khó nhất của cái bài ngày hôm nay rồi. Thích không? Tưởng chừng như mình nghĩ rằng mình hiểu bài rất là rõ rồi, đúng không? Nhưng mà vào một cái ví dụ khác, một cái tình huống khác, thì mình vẫn bị lừa bình thường. Nhưng mà yên tâm, bị CC lừa như thế này là lừa cao cấp rồi. Và các bạn hiểu bài ngày hôm nay chắc chắn rồi, không bị lừa nữa đâu, không cần cái gì để bị lừa nữa. Nào các đồng chí, các em tập trung nhá. Rõ ràng thằng số 1 thành số 2. Hai thằng này nó sẽ khác nhau ở cái chỗ là cái thằng chỉ người này này, nó sẽ đi với ụ, phía sau là động từ. Thằng trường hợp thứ hai này, thằng em 1 chỉ, thằng N 1 chỉ người này, nó sẽ đi với ní cơ mà, đúng không? Đấy, cho nên nó khác nhau. Vậy thì ở đây của chúng ta là thằng Kakari no mono ni, nó sẽ phải đi với ni bởi vì nó là ngữ pháp số 2 nhá. Ví dụ cuối cùng chất lượng thực sự luôn ý. Ừ, kakari no mono ni su suri ni ikasemasu. Xong chưa? Thì chúc mừng các bạn nhé. Các bạn đã có được những thứ giá trị nhất và khó khăn nhất của bài ngày hôm nay rồi. Và ngữ pháp tiếp theo thì nó sẽ dễ hơn một chút. Nào các bạn ơi, các bạn thế nào? Thế nào nào? Các bạn đã hiểu ví dụ cuối cùng này chưa? Các bạn hiểu rõ bài chưa? Các bạn cảm nhận như thế nào nào? Học như thế này có vui không ạ? Vui nhỉ?
Sai nhưng vẫn vui, bởi vì khi mình sai xong ấy, mình cảm thấy mình vỡ ra được một cái kiến thức nào đó, một cái thứ mà nếu như mà mình không có cái ví dụ cuối cùng này thì rất có thể sau này mình gặp mình sẽ sai be sai bét luôn ấy. Và điều đáng sợ nhất là mình không biết là mình sai, và mình đi thi JLPT, mình làm xong sau đó mình ra khỏi phòng thi mình rạng rỡ lắm, mình nghĩ là mình điểm cao lắm, mình nghĩ là mình ok lắm, nhưng mà thực tế là mình sai và mình đâu có biết đâu nhờ. Mấy nữa các đồng chí vào luyện thi JLPT, các đồng chí sẽ trải qua những cú sốc. Trời ơi, có những cái đề thi JLPT và CC cho các bạn làm nó là hoàn toàn là kiến thức đâu 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 ấy. Kiến thức của N3 và thậm chí nó có cả một số những ngữ pháp của N2 rất kinh điển luôn ấy. Nhưng mà sau đó thì các bạn sẽ rơi vào cái trạng thái là sung sướng, bởi vì những ngữ pháp khó là CC tống vào, nhét vào đầu các bạn giai đoạn đầu. Sau đấy những cái giai đoạn về cuối các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn, bởi vì kiến thức khó là học hết rồi. Rồi đi thi các bạn sẽ cảm ơn CC. Nay mới vào học được buổi mà đã bị CC lừa rồi. Rồi lừa các em như thế là xuất sắc rồi, CC cũng vui quá luôn ấy. Não nhảy như tôm với CC. Rồi, ít nữa còn nhảy nữa. Cách dùng thể xay khiến. Nào tổng kết lại một chút. Động từ, có một cái chút lưu ý cho các đồng chí nhá, là trong những câu có động từ thể xay khiến nhá, thì chúng ta xuất hiện một trợ từ ố thôi nhá. Đây các bạn để ý này, trong những cái câu mà chúng ta chứa động từ thể xay khiến này, chúng ta chỉ xuất hiện có một trợ từ ố thôi. Cách dùng thể xay khiến. Cách dùng thể xay khiến. Động từ thể xay khiến biểu thị một trong hai ý nghĩa, một là bắt buộc hoặc là chúng ta cho phép xay khiến. Em đang luyện rồi mà đề nó toàn lừa trong lừa luôn sensei à. Chẳng thế nhở, thành viên chăm chỉ quá tuyệt vời luôn ý, đã luyện đề rồi hay lắm chàng trai ạ. Được dùng trong những trường hợp mà khi quan hệ trên dưới rõ ràng, người trên người dưới, cấp trên cấp dưới, bố mẹ con cái, đúng rồi. Khi mà các bạn dùng xay khiến như thế này thì nó phải thể hiện cái sự rất là rõ ràng trong mối quan hệ. Các bạn sai ai? Các bạn sai thì các bạn phải sai người dưới, đúng không? Sai người ít tuổi hơn mình, chứ các bạn không thể về các bạn sai bố, sai mẹ theo kiểu là, hoặc là sai cấp trên, sai sếp, sai tiền bối, đúng không? Và tuy nhiên, nó vẫn có những cái ngoại lệ như thế này này. Đó là những cái từ mà chúng ta chỉ tình cảm, tâm trạng, như là an xin suru, xin bai suru, kakare suru, yorokobu, kanashimu, vân vân và mây mây. Nói chung là liên quan đến tình cảm, liên quan đến tâm trạng, thì đôi khi nó sẽ không phụ thuộc vào quan hệ trên dưới. Đấy, nó có nghĩa là như thế nào? Tôi khiến mẹ lo lắng, tôi làm cho sếp tức giận, tôi khiến cho sếp buồn. Đấy, tôi khiến mẹ lo, rõ ràng mình là bé đúng không? Mẹ mình lớn đúng không? Đấy, mẹ là mình là bề trên của mình, nhưng mà tôi lại khiến, sai khiến đấy. Đây sẽ là gì? Hồi mà còn nhỏ, bởi vì là sức khỏe yếu cho nên là tôi đã khiến cho mẹ lo lắng, tôi đã làm cho mẹ lo lắng. Vậy thì lúc này lại là một cái đứa trẻ đó khiến cho một người lớn vẫn một chịu một cái vấn đề gì đó, đúng không? Bởi vì nó liên quan đến tâm trạng, nó liên quan tới cảm xúc. Kodomo no toki, karada wa yowaku de ha o shinpai sasemashita. Đấy. Kodomo no toki, karada wa yowaku de ha o shinpai sasemashita. Sức khỏe yếu, bởi vì sức khỏe yếu nhá. Karada wa yowaku de. Được chưa? Yowaku de. Và khiến cho mẹ lo lắng. Đấy, động từ của chúng mình đây. Chúng ta dùng cái từ là shinpai shimasu thì chúng ta chia sang sai khiến là shinpai sasemasu. Tôi khiến mẹ lo lắng, vậy thì trong trường hợp này là watashi wa thì là lược đi rồi, không cần thiết. Tiếp tục, anh Yamada khiến giám đốc tức giận. Các bạn thấy chưa, anh Yamada là nhân viên, giám đốc là cấp trên, nhưng mà chúng ta vẫn dùng sai khiến bình thường, bởi vì nó liên quan tới cảm xúc, nó liên quan tới tâm trạng, đúng không? Thì chúng ta sẽ có gì? À, Yamada san wa sazo okorashimashita. Được chưa? Okorashimashita, tức giận.
Dễ quá, CC Hệ Dũng. Bình luận máy máy của CC không phải là khoe với các đồng chí đâu, nhưng rõ ràng là điện thoại xịn đi các bạn, có phải rẻ gì đâu, mấy chục triệu mà sao nhìn comment nó cứ thoát ẩn thoát hiện. Năm lúc mà CC cứ trêu thầy Quỳnh là chả hiểu chồng mua điện thoại kiểu gì mà nó cứ thoát ẩn thoát hiện, cứ lúc thì nhìn được bình luận, lúc thì không, nó cứ như bị ma chơi. Đây chưa các đồng chí, xong nhá, cái này không có gì, không có gì cả. Ví dụ tiếp theo, cấu trúc tiếp theo nào, đó là động từ shiaki và các bạn cộng với cấu trúc đó là te tada kemasen cá. Các bạn có thấy vt tada à, Thảo ơi, CC nhờ nhìn được bình luận của em rồi, ơn trời. Te tada kemasen cá, các bạn nghe quen không, nghe quen không, quen không, có chứ. Động từ thể sai khiến cộng với te tada kemasen cá, chúng ta đã từng học cấu trúc là te tada kemasen cá có nghĩa là gì? Yêu cầu người khác làm giúp mình một hành động gì đó một cách lịch sự, ví dụ như là den kiosuke te tadakemasen ka, là bật điện giúp tôi có được không. Cấu trúc VT tadakemasen ka là một cấu trúc lịch sự hơn so với cấu trúc VT kudasai, đúng không? Rồi, vậy thì ngày hôm nay nhá, cái thằng T Tadakemasen cả nó xuất hiện một lần nữa, nhưng nó khác ở chỗ là không phải là VT luôn, mà nó là động từ chia ở dạng sai khiến sau đó với cộng với T Tadakemasen cả, mà nó không phải là yêu cầu người khác làm cho mình một hành động gì đó một cách lịch sự, mà là xin phép để mình được làm. Và xin phép để mình được làm, các bạn có nhớ chúng ta đã từng học ở N5 một cấu trúc đó là VT mối y để cá không? VT mối y để cá, ví dụ mình nói là お母さん, この cake を食べてもいいですか? Ôi mẹ ơi, cái bánh này thì con có ăn được không ạ? Con ăn cái bánh này có được không? このケーキを食べてもいいですか? Được không nào? Làm gì đó có được không? Xin phép để bản thân mình được làm. Vậy thì ngày hôm nay cấu trúc của chúng ta nó sẽ là một cấu trúc lịch sự hơn so với thằng VT mối y để cả. Tuấn Anh vào luyện thi em có cần mua tài liệu không? Không nhá, CC cung cấp toàn bộ, bởi vì hả? Không cần đâu, CC cung cấp mà. Và nó nhớ là, các bạn nhớ là nó ngược lại hoàn toàn với VT Kudasai nhá, VT Itadakimasen cá nhá. Rất là nhiều bạn cứ nhìn thấy cái đuôi T Itadakimasen cá là các bạn chiến rồi, mà các bạn quên mất rằng chúng ta phải xem trước nó là cái gì nữa chứ. Nhớ chưa? Cẩn thận lầm. Rồi, Kudasai phải không CC? Chúng ta đã từng học ở bài số 15, đó là bởi vì tôi bị đau đầu ấy cho nên tôi về sớm có được không? Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Atama ga itai no de sotai shite mo ii desu ka? Được chưa? Atama ga itai no de sotai shite mo ii desu ka? Được chưa? Shite mo ii desu ka mà? Atama ga itai no de sotai shite mo ii desu ka? Tại sao lại là no de nhỉ? No de đó là cái việc chúng ta trình bày một cái nguyên nhân gì đó, một cái khách quan thôi. Học rồi. Vậy thì bài ngày hôm nay ở bài số 48 ý, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Một thằng là tôi bị đau đầu cho phép tôi về sớm có được không? Còn hôm nay là bởi vì tôi bị đau đầu nên cho phép nha. Đây. Vì tôi bị đau đầu cho nên là tôi về sớm được không? Còn ở số 48 lịch sự hơn, chúng ta sẽ nói là vì tôi bị đau đầu, không phải là tôi về sớm có được không nữa, mà là cho phép tôi về sớm có được không. Chung quy lại thì nó cũng trùng cử, nó cũng gọi là cùng trường nghĩa. Cùng trường nghĩa thôi, không có gì khác biệt cả, đúng không? Cùng trường nghĩa các bạn nhá, nhưng mà nó mang sắc thái lịch sự hơn. Vậy chúng ta sẽ thay vì chúng ta nói là sotai shite mo ii desu ka thì chúng ta sẽ nói là sotai sasete itadakemasen ka, đúng không? Sotai shimasu thì sẽ thành sotai sasete shiki, tiếp tục itadakemasen ka. Được chưa? Sotai sasete itadakemasen ka. Thôi, ví dụ cuối cùng các bạn tự lấy nào.
Nào các bạn ơi, tập trung ví dụ cuối cùng tự lấy hộ xin xê cái nhá. Chỉ cho tôi cách đọc chữ Hán có được không? Các bạn tự làm đi, xin xê không làm đâu. Chỉ cho tôi cách đọc chữ Hán có được không? Hiệp Hồng một cái gì đấy. Hiệp Hồng đang một cái gì đấy, sao bị lần mạng lag hay sao mà bây giờ vẫn còn một cái kia. Trời ơi, mạng bị sao ấy, các bạn của tôi bị ao hết rồi. Ôi sao lại một cái gì đấy Dũng? Các bạn đang làm gì đấy, mạng bị lag hay làm sao mà các bạn đi comment một cái gì? Xin đang bảo các bạn là viết cái ví dụ cuối cùng là chỉ cho tôi cách đọc chữ Hán này có được không, một hai gì đây vậy? Các bạn khác đang viết hở dài quá đúng không? Cách đọc chữ Hán là gì? Kanji no yomika bảo chỉ cho tôi là tập từ oshimasu đấy đúng không? Kanji no yomika bảo oshi, nói thế thôi. Oshimasu thì chúng ta bây giờ chúng ta làm như thế nào với oshimasu? Nào, cách đọc chữ Hán, cách đọc chữ Hán kanji no yomika bảo oshie. Oshimasu, động từ oshimasu. Bây giờ các bạn làm gì đi? Chỉ cho tôi cách đọc chữ Hán có được không? Nào. Ủa sao không thấy các bạn bình luận nhỉ? Lo vậy nhỉ? À đây rồi, Minh đi rồi. Ui em vừa bị đẩy ra chết thôi. Kanji no yomikata o oshie sasete itadakemasen ka? Sẽ nhìn thấy Minh đi rồi. Tiếp theo là nhìn thấy Tuyết này. Kanji no yomikata o oshiete itadakemasen ka? Long Giang, この kanji no yomikata o oshiete itadakema oshie sasete. Ờ, sensei phải tỉnh táo với các bạn. Oshie sasete itadakemasen ka? Trần Thùy Linh, oshie sasete. Còn Tuyết đâu nhỉ? Oshie sasete. Ờ, cũng oshie sasete. Huyền, Tiến, có mỗi Tiến là một kiểu khác đúng không? Tiến là oshiete itadakemasen ka? Còn các bạn khác đều là oshie sasete. Yoshining, oshie sasete. Thế bây giờ các bạn muốn thế nào? Mấy cái bạn mà làm cứ dài oshie sasete kia hả? Tất cả những bạn nào mà làm là oshie sasete itadakemasen ka nhá. Minh Bi này, Nguyễn Tuyết này, Long Giang này, Thùy Linh này, Nguyễn Huyền này, Yoshi Ninh này, Vũ Xuân Giáp này, Phạm Thanh Thanh này. Rồi ơi, kết bạn hết với nhau và tối nay lập một cái nhóm chat để tâm sự đêm khuya. Đến phút cuối rồi vẫn bị lừa. Nào, CC hỏi các em nhé. Chỉ cho tôi cách đọc chữ Hán này. Là các em đang làm gì đấy ạ? Các em đang yêu cầu đối phương, đang nhờ đối phương làm một hành động gì đó hả? Có phải là các em đang yêu cầu đối phương, đang nhờ đối phương làm một hành động gì đó cho mình không? Trong khi đó cấu trúc của chúng ta khi động từ mà chia sang shieki cộng với te itadakemasen ka là xin phép để bản thân mình được làm cơ mà, đúng không? Vậy thì cấu trúc này các bạn sẽ phải dùng là oshiete itadakemasen ka của bài số 26 chứ. Sao các em lại dùng bài số 48 là bài vừa rồi? Nào, có phải à, bạn ơi bạn, chỉ cho tôi cái cách đọc chữ Hán này. Bạn ơi bạn, bật hộ tôi cái điện lên có được không? Bạn ơi bạn, photo hộ tôi cái tài liệu với ạ. Đang yêu cầu người ta làm. Yêu cầu người ta làm thì có rõ ràng phải là cấu trúc VT itadakemasen ka là thằng lịch sự hơn so với VT kudasai ở bài số 26 không? Còn bài ngày hôm nay các bạn phải hiểu rõ là cho tôi photo cái tài liệu này nhá. Cho tôi ăn cái bánh này có được không? Cho phép tôi về sớm có được không? Đúng không? Nào các đồng chí, bạn nào sai thì kết bạn đi, sensei nói rồi đấy. Ừ đấy, bây giờ mới nhìn được comment của các bạn đây này. Thế nào, mấy bạn sai? Nhìn thấy cái sai của mình chưa? Em ơi tiếc không? Viết cả một câu dài xong là cuối cùng
lại còn mất công chia chứ, mất công chia rõ dài xong cuối cùng sai. Đây là học ở ngoài fanpage nên là sensei nể, nên là sensei gọi là nhẹ nhàng ấy. Mấy nữa vào trong nhóm kín chỉ có mỗi chúng ta với ta thôi, toàn người nhà với nhau. Mà bạn nào mà sai mà sensei mà không nói nhẹ thế này đâu, chuẩn bị tinh thần nhá. Rồi các bạn yêu nhá, bây giờ chúng ta sẽ dừng bài ngày hôm nay tại đây. Chúc mừng các bạn, chúng ta đã vượt qua bài số 48 một cách xuất sắc, mặc dù là các bạn vẫn bị lừa tới phút cuối cùng luôn ý. Nhưng mà không sao, quan trọng là các bạn hiểu bài thôi. Bởi vì CC cố tình lừa thì đa số là sẽ mắc bẫy. Bởi vì kỳ nào cũng thế mà, biết là lừa mà không được thì CC chẳng lừa các bạn làm gì. Bởi vì biết thừa là lừa các bạn trong cái lúc mà các bạn đang u mê mê bởi vì kiến thức mới nó đang ùa vào đầu ấy. Cho nên là các bạn thường sẽ bị mất đi cái sự cảnh giác. Rồi, minasan, otsukaresama deshita, arigato gozaimashita, oyasuminasai. Toàn người nhà mà hở ra là bị lừa. Thế bây giờ lừa người nhà là dễ nhất, chứ lừa người ngoài thì khó lừa lắm em ơi. Bye bye mọi người nhá, xin sẽ chuẩn bị tinh thần để dạy lớp N5 đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư nhá. Thứ tư học 2 bài 49 50 khó cực điểm của N4. Nhớ lên nhá, bye bye.